Mai cười. Còn em? Đọc chính tạ. Chào mừng bạn đến với tính năng nghe viết chính tả. Bạn đang nghe viết bài mỗi người một vẻ, chính tả lớp 2, tập 1, bài 12, ở tốc độ chậm với giọng ngữ. Chào con, mời con nghe viết ba khổ thơ của bài thơ Mỗi người một vẻ. Bài nghe viết của chúng ta có 12 dòng thơ, cô sẽ đọc cho con nghe qua một lần. Mời con mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 1, trang 126 bộ chân trời sáng tạo ra để dò và đọc thử theo cô nhé. Ma coi. Dạ. Viết bài cầu vồng. Chào mừng bạn đến với tính năng nghe viết chính tả. Bạn đang nghe viết bài cầu vồng, chính tả lớp 1, tập 2, bài 1, ở tốc độ trung bình với giọng nữ. Chào con, mời con nghe viết bài cầu vồng. Chúng ta sẽ nghe viết từ cầu vồng đến cơn mưa.